Mình chào, xin chào toàn thể các bạn nhé. Thì bây giờ là cũng 6 giờ rồi mà. Thì trời sương mờ tối quá. Bây giờ là mình nhấc đầu tiên nhé. Mình sáng đây mình nhấc cho các bạn một số ống bên này nhé. Xem có lươn nào. Đây các bạn. Đánh ở đây đây tí nó dám vào các bạn à, không phải à, đây đây luôn. Cũng nó được có một con. Có chỗ này mình đánh cửa đánh có mấy ống rồi. Đánh mấy chỗ mấy ống. Đây này. Đây ống bên này các bạn. Đây mình sẽ đổ ống nó cho các bạn xem.
chết được các bạn, một con chết. Okay. Ốc nó rúc miệng ống, nó chỉ pha hai con nó bịt mất cái miệng ống. Đây các bạn nhé, con chú lấy con ống, một ống cuối cùng rồi này, giờ mình nhả nhang lốt nhé. Ống đây lại chưa to chứ các bạn, bà con bắt vào lại khó. Trơn lắm. À, mình nhấc mấy ống cuối cùng, mấy ống đầu tiên là chưa chưa xiết ống nào. Đấy, để mình lấy lốt ống này, bởi vì một tay quay một một tay ấy nên không có đúc được vào tay. Thôi để mình đi nhấc trong tí nữa mình về đổ cho toàn thể các bạn xem nhé. Còn là những ngày đang kết thúc của rất nhiều để con của người hâm mộ với hai đội bóng này.
Này chết to còn to các bạn. Rồi các bạn nhé. Đó là chúng 610 này. Đấy, các bạn nào có nhiều câu đặt hàng thì cứ comment ở dưới nhé. Hoặc để lại số điện thoại cho vợ chồng nhà mình đàn sẽ gửi cho các bạn. Bởi vì hôm qua là mình cũng vừa mua một tải chế về mà. Đấy thì vợ chồng mình làm thì để phục vụ toàn thể các bạn. Chào các bạn nha.